Thời gian em ngồi ở một góc thư viện đủ nhiều để có thể tìm ra những cuốn sách thú vị. Bản chất của con người là không ngừng vượt qua những giới hạn, bay cao hơn cả bầu trời. Từ thở sơ khai đến nhà nước đầu tiên, nhân loại đã bắt đầu nghiên cứu về vũ trụ. Khởi điểm của nó chính là mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Hôm nay em muốn giới thiệu đến các bạn tác phẩm Tìm hiểu hệ mặt trời do Nguyễn Hữu Danh làm chủ bút. Tịnh đêm này đã có 6 lần tái bản. Đám mây trôi lượn lờ ngày trời trong xanh, hạt mưa rơi tí tách tả nặng chỗ che nơ đáy mắt. Bầu trời đêm lung linh đầy sao, vì tinh tú lấp lánh tạo thành các thiên hà. Từ đó hình thành nên vũ trụ bao la mà chúng ta hằng ao ước. Mênh mông, huyền bí, vô tận, vũ trụ thôi thúc con người đến gần nó hơn để tìm hiểu một nơi bên ngoài ranh giới. Từ xưa đến nay, các nhà khoa học luôn dành cả cuộc đời chỉ để đi sâu vào màn đêm tăm tối, để nghiên cứu và ghi chép. Để rồi, hàng ngàn tri thức cổ kim bao đời được gìn giữ đến tận ngày nay. Nguyễn Hữu Danh đã chọn lọc lấy những gì dễ hiểu nhất để tóm tắt và trình bày lại trong cuốn sách Tìm hiểu hệ mặt trời. Tác phẩm được trình bày khá đẹp, khổ rộng 19 x 27 cm. Màu chủ đạo của bìa có màu tím. In hình khối cầu lửa mặt trời cùng trái đất và các tiểu hành tinh khác quay quanh. Cuốn Tìm hiểu hệ mặt trời gồm 177 trang được trình bày dưới 19 đề mục. Mỗi đề mục là một vấn đề cụ thể được đính kèm hình ảnh minh họa đầy đủ. Qua những dòng chữ kỳ diệu, chúng ta có thêm tư liệu để học tốt môn địa lý, đồng thời đưa du hành qua thế giới mà chúng ta chưa từng đặt chân đến, vũ trụ bao la. Tác phẩm hấp dẫn người đọc ngay từ những trang đầu tiên. Tiếp theo đó là một cuộc thăm thú những ý tưởng kỳ diệu nhưng ngắn gọn, dễ hiểu, lôi cuốn chúng ta ở lại. Khám phá trái đất, bảo vệ sự sống của hành tinh, vân vân đều được tác giả đề cập đến. Lại càng hấp dẫn hơn khi 1000 câu hỏi vì sao, trái đất như thế nào, hệ mặt trời đã làm sao đã được giải đáp phần nào qua cuốn sách. Đây là cánh cửa đầu tiên cho những ai vừa bắt đầu tìm hiểu về vũ trụ. Mọi kiến thức cơ bản đã được nêu đầy đủ, đủ làm thỏa mãn và làm hài lòng độc giả với vô vàn lĩnh vực của vũ trụ mà nó nhắc đến. Đọc lại những trang kiến thức thêm một lần nữa, ta mới chợt nhận ra tất cả đã được tác giả trình bày một cách thật khoa học. Đầu tiên là cấu trúc các thiên thể trong hệ mặt trời, thông tin những vòng sao cùng vị trí. Tiếp đến là khái niệm về mặt trời, mặt trăng, hành tinh, vệ tinh, kể cả các tiểu hành tinh. Một ví dụ điển hình như mặt trời là một khối cầu lửa khổng lồ, là trung tâm của vũ trụ. Ngoài ra, sách cũng đề cập đến 9 hành tinh trong hệ với đầy đủ thông tin từ kích thước, trọng lượng đến độ nghiêng, chu kỳ quay và quan trọng nhất, trái đất, hành tinh mẹ của chúng ta. Người đọc biết được có nhiều thành phần tự nhiên hiếm có như không khí, sinh vật và cả xã hội loài người, thứ mà không một hành tinh nào có được tồn tại nơi đây. Tất cả được tác giả ưu ái mà giới thiệu rất chi tiết và đầy đủ.
Dù chỉ mới trình bày những phần nhỏ nhất một cách sơ lược, nhưng tìm hiểu hệ mặt trời đã làm tốt vai trò của nó, khơi dậy tình yêu vũ trụ. Để rồi khi gác lại trang giấy, đã có một tình yêu bầu trời và thế giới bên ngoài trái đất nảy nở bên trong em. Cuốn sách đã thành công trong việc giữ chân độc giả ở lại với thiên văn học, vũ trụ, hành tinh và những vì tinh tú. Tìm hiểu hệ mặt trời là tiền đề để giúp học sinh chúng em trở thành người chinh phục không gian sau này. Quỹ giá trị sách của em